Chào các em. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập 3B trang 43. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức. Câu B là y bằng 1 trừ cho 2x chia cho 2x trừ 4. Thì các bạn để thế này làm cũng được ha, nhưng mà nó ngược ngược một tí, bởi vì thông thường là mình hay sắp xếp x từ mũ cao xuống mũ thấp đúng không? Còn cái này là từ mũ thấp tới mũ cao ha, cho nên mình nên chuyển cái này về dạng là thầy giao hoán hả, này ha, là trừ 2x cộng 1, được chưa? Mình giao hoán nhớ mang dấu của nó theo ha, chỗ trừ này là của 2x, 2x trừ 4 đó. Chúng ta giao hoán hàng này để trở về dạng x mũ cao xuống thấp ha. Để mình làm nó khỏi nhầm chứ không gì hết ha. Rồi bây giờ khảo sát thì chúng ta cũng đi làm 3 bước ha. Bước thứ nhất là tập xác định D bằng R ha. Trừ cái phần tử mà làm cho cái mẫu bằng 0 ha. Trừ cái phần tử làm cho mẫu bằng 0. Thì chúng ta cho 2x trừ 4 bằng 0. Chúng ta giải ra 2x bằng 4 và x bằng 4 phần 2. Nhà x bằng 2 đúng không? Trừ cái phần tử 2. Phần tử này làm cho cái mẫu nó bằng 0. Là không xác định đó. Rồi, bước 2. Chúng ta đi xem xét sự biến thiên ha. Sự biến thiên. Sự biến thiên. Thì cái mục A là chúng ta sẽ đi tìm các đường tiệm cận cũng như các giới hạn tại vô cực đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tìm tiệm cận đứng ha, bằng cách là mình tính giới hạn khi x dần về 2 cộng, giới hạn khi x dần về 2 trừ, được chưa? Lim của y khi x dần về 2 cộng sẽ bằng rồi, khi x dần về 2 thì chúng ta có trinh tử nè là trừ 4 đúng không? Trừ 4 cộng 1 là trinh tử là trừ 3. Dư mẫu nè, 2 nhân 2 là 4 trừ 4 bằng 0 ha, dư mẫu bằng 0. Nhưng mà các bạn chú ý, khi x dần về 2 cộng có nghĩa là lớn hơn 2 một tí ha, lớn hơn 2 một tí. Cho nên 2 nhân với một số lớn hơn 2 một tí, mình sẽ được số lớn hơn 4 một tí, đúng không? Lớn hơn 4 một tí thì trừ 4 thì mình sẽ được là số lớn hơn 0, có nghĩa là dương, được chưa? Âm chia cho dương thì chúng ta được âm đúng không? Nên cái này là sẽ là âm vô cùng. Đó. Rồi tiếp theo, chúng ta tính giới hạn của y khi x dần về 2 trừ ha, có nghĩa bên trái chia số 2. Thì nó cũng giống như vậy ha, mình lý luận giống như vậy thì x dần về 2 trừ thì tính trinh tử thì vẫn là trinh tử vẫn là trừ 3. Được chưa? 2 là thế cho đây là trừ 3. Còn dư mẫu nè. 2 trừ các bạn hiểu là bên trái trừ số 2 có nghĩa là bé hơn 2 một tí ha. 2 nhân x mà x là bằng một số bé hơn 2 một tí thì 2 nhân x nó sẽ ra một số 4, bé hơn 4 một tí đúng không? Bé hơn 4 một tí thì trừ 4 mình sẽ ra là âm. Được chưa? Một số bé hơn 4 mà trừ 4 mình sẽ ra âm. Đó. Thì lúc này âm chia âm là chúng ta được là dương đúng không? Ha, dương vô cùng. Thì mình có được cái giới hạn, một trong hai giới hạn này thì chúng ta đủ để mà suy ra là đường thẳng là có phương trình là x bằng 2 đúng không? Là tiệm cận đứng ha. Rồi. Bây giờ mình tìm tiệm cận ngang. Lim của y khi x dần về âm vô cùng ha, bằng. Thì như mình đã trao đổi ở bài trước thì lim của y khi x dần về âm vô cùng thì nó sẽ bằng là hệ số của x trinh tử chia cho hệ số của x dư mẫu ha, là bằng trừ 2 chia 2, chúng ta được trừ 1. Và lim của y khi x dần về dương vô cùng cũng vậy các bạn.
cũng bằng hệ số của x ở trên tử chia cho hệ số của x ở dưới mẫu là chúng ta cũng được là trừ 1 ha. Từ đây mình suy ra là đường thẳng có phương trình là y sẽ bằng trừ 1 là này sẽ là tiệm cận ngang đúng không? Tiệm cận ngang. Rồi. Để mà có bảng biến thiên thì bây giờ mình phải tính y phải ha. Ta có y phải sẽ bằng 2x trừ 4 bình ha, dưới mẫu là 2x trừ 4 bình. Trên tử là AB A nhân D trừ B nhân C đúng không? Ha, trên tử A nhân D trừ B nhân C, cái cách mà chúng ta tính nhanh đó. Thì A ở đây là trừ 2 ha. D là trừ 4. Được chưa? Là chúng ta được là trừ 2 nhân cho trừ 4 trừ cho B nhân C. B là 1 ha, C là 2. Được chưa? Trừ cho 1 nhân 2. Đó. Thì mình được là đây là 8 trừ cho 2 là mình được 6 đúng không? Mình được 6. Tới đây mình không cần giải, không cần cho y phải bằng 0 mà tìm x để cho y phải bằng 0 các bạn. Bởi vì mình thấy rằng là mẫu luôn luôn dương nè. Ha, tử nó cũng luôn luôn dương. Cho nên là y phải của chúng ta là luôn luôn dương ha. Với mọi x khác 2. Được chưa? Mọi x khác 2. Bởi vì tại x bằng 2 nó không xác định. Cho nên là mình kỹ là mình phải ghi là với mọi x khác 2. Rồi. Bây giờ mình đã có y phải và dấu của y phải rồi. Bây giờ mình sẽ lập bảng ha. X nè, y phải nè, y nè, âm vô cùng nè, dương vô cùng nè. Tại x bằng 2, ha, tại x bằng 2, nó không xác định số 2 đây chẳng hạn. Thì chúng ta biểu diễn bằng đường hai gạch ha. Y phải và y đều không xác định hết. Rồi mình thấy là y phải luôn luôn dương đúng không? Cho nên là trước hay sau đều là dương hết. Dương thì y của chúng ta có xu hướng đi lên ha. Dương thì đi lên. Rồi. Hồi nãy mình đã tính ở trên đây nè. Là x dần về âm vô cùng á. Thì y của chúng ta là bằng trừ 1. Được không? Ở đây âm vô cùng nè. X dần về âm vô cùng. Y dần về trừ 1. X dần về dương vô cùng. Thì y của chúng ta cũng dần về trừ 1 ha. Rồi. Khi x dần về bên phải chữ số 2. Thì y của chúng ta dần về âm vô cùng. Đây bên phải số 2 là âm vô cùng. X dần về bên trái chữ số 2 thì y của chúng ta dần về dương vô cùng ha. Đó. Mình xong bảng biến thiên. Từ đây mình kết luận đồng biến đến khoảng nào, nghịch biến đến khoảng nào đúng không? Thì đây là mình thấy là y phải luôn luôn dương cho nên là hàm số sẽ đồng biến đúng không? Không có nghịch biến ha. Hàm số đồng biến. Hàm số đồng biến trên hai khoảng. Đồng biến trên hai khoảng trừ âm vô cùng đến 2. Và khoảng là 2 đến dương vô cùng ha. Rồi, hàm số này các bạn thấy là nó luôn luôn đi lên ha. Cực trị là đi xuống, đi lên là cực tiểu, đi lên rồi đi xuống là cực đại. Còn đây là luôn luôn đi lên cho nên là không có cực trị ha. Mình ghi là hàm số không có cực trị. À, được chưa? Đó, mình đã xong cái bước 2 là sự biến thiên. Bây giờ bước 3 là đồ thị các bạn. Bước 3 là đồ thị.
Thì trong cái bước đồ thị này mình sẽ đi tìm các giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ. Được chưa? Giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ. Thì các bạn có thể làm tắt như sau ha. Mình có thể nói là đồ thị là, đây là mình ghi là cắt OX ha. Cắt OX tại đó, tại đâu mình ghi vô ha. Rồi cắt OY tại ha, thì ghi những cái cách trình bày khác cho các bạn quen thôi. Hoặc là mình cho x bằng 0 mình tìm y, rồi cho y bằng 0 mình tìm x ha. Rồi sau đó mình suy ra là cắt trục tung tại đâu, cắt trục hoành tại đâu, đúng không? Hoặc là mình có thể làm tắt là đồ thị cắt OX tại, cắt OY tại. Rồi, tại đâu? Tại điểm cắt OX. OX mọi điểm trên trục OX thì y bằng 0. Được chưa? Mọi điểm trên trục OX thì y bằng 0. Có nghĩa là chắc chắn rằng là y bằng 0 rồi nè. Và các bạn muốn tìm x thì các bạn cho y bằng 0 ha. Đây, các bạn cho y bằng 0 có nghĩa là cái này bằng 0. Cái này bằng 0 khi và chỉ khi tử bằng 0, đúng không? Tử bằng 0. Có nghĩa là trừ 2x cộng 1 bằng 0. Tương đương với trừ 2x bằng trừ 1 và x bằng 1 phần 2. Một phần hai không. Rồi, cắt OY tại điểm. OY á, thì mọi điểm trên trục tung á, thì x bằng 0 ha. Số 0 nè. Bây giờ chúng ta tìm y. Chúng ta thế x bằng 0 vào đây. Được chưa? Các bạn thấy x bằng 0 vào đây. 0, 0. Mình còn là trừ 1 phần 4, đúng không? 1 phần trừ 4 có nghĩa là trừ 1 phần 4. Được chưa? Có nghĩa là mình có là cắt OY tại điểm 0 và trừ 1 phần 4. Đó. Các bạn đã quen rồi nên thầy làm tắt một tí ha. Cho nó nhanh. Rồi. Xong đồ thị rồi. Bây giờ chúng ta phải lấy thêm vài điểm nữa mới vẽ được, đúng không? Chứ bây giờ có hai điểm này thì không vẽ được. Mình ghi là vài điểm khác của đồ thị ha. Tiếp theo mình ghi là vài điểm khác của đồ thị. Nhưng mà bây giờ mình cũng không biết vài điểm khác là vài điểm nào nữa ha. Mình chưa có hình dung ra được những điểm khác mà mình phải lấy x, y. Cho nên mình cứ để đó đã. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ đồ thị ha. Rồi mình sẽ lấy những điểm khác sau. Tiệm cận là x bằng 2 cho nên là thầy vẽ cái trục tọa độ của chúng ta hơi lệch về bên trái một tí ha. Đây là trục y này. Rồi tiệm cận ngang là y bằng trừ 1. Y bằng trừ 1 có nghĩa là các bạn phải xích xích cái trục y lên trên một tí xíu để mình chừa cho cái đồ thị cho nó cân đối thôi. Rồi, x, o, y. Rồi giờ tiệm cận nè. Ở đây mình có là x bằng 2 là tiệm cận đứng ha. X bằng 2. Cái số này nó hơi lẻ cho nên là thầy lấy hai ô là một đơn vị nha các bạn. Hai ô là một đơn vị. Được không? Thì như vậy thì đây là một nè. Đây là hai nè. Vậy là x bằng 2 sẽ là cái đường này. Đó, đường này đường tiệm cận đứng. Rồi, bây giờ tiệm cận ngang của chúng ta là y bằng trừ 1 là tiệm cận ngang. Mình lấy hai ô là một đơn vị ha. Đây là trừ 1. Y bằng trừ 1 là tiệm cận ngang. Đây. Đó, tiệm cận ngang. Thì điểm này điểm y.
có tọa độ là, điểm Y có tọa độ là 2 trừ 1 ha, sẽ là tâm đối xứng của nó. Tại sao thầy phải lấy 2 ô là một đơn vị? Bởi vì ở đây các bạn thấy nè, mình có cái số âm 1 phần 4 nè ha, nó rất là nhỏ, 1 phần 2 nè. Cho nên là thầy phải zoom nó, thầy zoom cái đồ thị thầy, scale nó lớn lên cho các bạn dễ lấy điểm. Bây giờ cắt OX tại điểm 1 phần 2 0. 1 phần 2 0. Trục OX đây. 1 đây, 1 phần 2 đây, đúng không? Là tại điểm này chứ nữa. Đó, điểm này là 1 phần 2 0. Điểm đây nha. Rồi, cắt OY tại điểm 0 trừ 1 phần 4. Trục OY 0 trừ 1 phần 4 là điểm đây các bạn. Đúng không? Đây là trừ 1 nè, đây là trừ 1 phần 2 nè, trừ 1 phần 4 đây, đó. Nhờ mình zoom ra thì hai điểm này nó mới cách ra xa một tí, chứ nếu mà mình cứ mà lấy một ô ly vỡ là một thì một đơn vị thì lúc đó là hai cái điểm này nó rất là gần nhau ha. Rồi bây giờ mình lấy thêm một vài điểm khác để chúng ta vẽ. Thì mình nhìn cái bảng biến thiên đó, mình thấy nó đi lên nè, đi lên nè. Cho nên mình tưởng tượng trong đầu mình là đồ thị của chúng ta sẽ như thế này. Đúng không? Đồ thị nó sẽ như thế này. Và bên đây là nó sẽ như thế này đúng không? Ok, nó sẽ như thế này. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi lấy vài điểm nữa, mình vẽ cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình bấm cái hàm số này ha, trừ 2x cộng 1 nè, trừ 2x cộng 1, ở dưới mẫu là 2x trừ 4. Ha, rồi các bạn bấm xong rồi các bạn bấm calculate ha. Calculate là tính đó các bạn. Hỏi x. Bây giờ mình sẽ lấy điểm nào? Mình sẽ lấy điểm x bằng 1. Được chưa? Lấy điểm x bằng 1 ha. Mình ghi ở đây là x bằng 1 nè. Mình bấm máy tính là 1. Bấm bằng. Nó sẽ ra là y bằng 1 phần 2 các bạn. Y bằng 1 phần 2. X bằng 1. Y bằng 1 phần 2. Mình có là ở đây là 1 đúng không? Thì 1 phần 2 sẽ là chỗ này. Ha, này là 1 phần 2. X bằng 1, Y 1 phần 2. Đó, điểm này. Được chưa? Rồi các bạn muốn đẹp thì các bạn lấy thêm điểm nữa. Ví dụ mình lấy X là bằng 1,5 chẳng hạn. Ha, 1,5 có nghĩa là X bằng 3 phần 2 đúng không? X bằng 3 phần 2. Bên đây mình có máy tính mà. Các bạn bấm chỗ bằng. Rồi nó hỏi x, hỏi chấm. Các bạn nhập là 3 phần 2 vô cho thầy ha. 3 phần 2 có nghĩa là 3 chia 2 đó. Bằng 2. Đó. X bằng. Ở đây là 3 phần 2 nè. Thì y bằng 2 đúng không? Y bằng 2. 1, 2 trên đây. Được chưa? Rồi bây giờ mình đủ, mình vẽ được cái đồ thị rồi đó. Đây nha các bạn. Ha. Đó. Rồi bây giờ cách thứ hai, chúng ta muốn vẽ cái đường còn lại thì chúng ta có thể lấy đối xứng những cái điểm này qua y. Được chưa? Các bạn có thể lấy đối xứng của y. Hoặc là các bạn cũng có thể cho điểm trên này và mình lấy rồi mình vẽ đúng không? Rồi bây giờ mình lấy đối xứng cho nhanh ha. Rồi, ở bài trước là thầy đã cho điểm, thầy vẽ rồi. Giờ bài này chúng ta sẽ cùng lấy đối xứng. Này các bạn đếm nè. Ví dụ điểm này chẳng hạn là các bạn thấy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qua 1 đúng không? Thì thằng này cũng vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qua 1. Đó. Điểm này là đối xứng với điểm này qua y. Ok.
Rồi, tiếp theo. Phải kẻ nó dài xuống nữa. Tiếp theo là điểm này đúng không các bạn? Điểm này thì từ y này các bạn đếm lên này, 1 2 3 ha. Qua 1 2. Thì đây cũng vậy, 1 2 3 qua 1 2. Đó, mình được điểm này. Rồi tiếp theo nè. Điểm này 1 2 qua 1 2 3 thì mình từ đây mình cũng đi 1 2 qua 1 2 3. Được chưa? Rồi, tiếp theo là điểm O này ha. 1 1 rưỡi ha, qua 1 2 3 4. Đây 1 1 rưỡi qua 1 2 3 4. Đó, các bạn hình dung ra không? Mình lần lượt lấy đối xứng qua ha. Rồi, các bạn thích thì các bạn có thể lấy thêm một điểm ở đây nữa, vẽ cho nó đẹp. Còn không thì mình vẽ cũng được rồi. Đó, hai cái cung mà chúng ta vừa vẽ nó sẽ đối xứng với nhau qua điểm Y ha. Được chưa? Các bạn có thể kiểm tra bằng thước nè. Y là trung điểm của hai cái điểm này. Được chưa? Đó. Tiếp theo là điểm này. Y sẽ là trung điểm ha. Ok. Y là trung điểm của hai điểm này. Rồi. Y là trung điểm của hai điểm này. Các bạn không cần làm cũng được, nhưng mà thầy muốn show cho các bạn thấy là điểm Y nó là tâm đối xứng và cái cách mà chúng ta lấy những cái điểm còn lại như thế nào ha. Đó, các bạn thấy không? Y là tâm đối xứng ha, nó lần lượt là trung điểm của những cái đoạn thẳng đứt đứt mà thầy vừa vẽ đó. Rồi, mình vẽ đồ thị xong rồi. Bước cuối cùng là chúng ta nhận xét thôi đúng không? Nhận xét thì đồ thị sẽ nhận điểm Y ha, nhận điểm Y làm tâm đối xứng ha. Đồ thị nhận giao điểm Y có tọa độ là 2 trừ 1 ha. Giao điểm Y có tọa độ là 2 trừ 1. Đồ thị nhận giao điểm Y 2 trừ 1. Giao điểm Y của hai đường tiệm cận. Giao điểm Y của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng ha. Rồi, chúng ta xong câu B ha. Rồi, chào các em. Hẹn lại các em ở video sau.